Rồi đến cái bài lát số 4 này thì các bạn tập trung, có nghĩa là mình làm nhiều mà mình focus vô hai cái vấn đề chính đó các bạn, đó là mình xử lý chữ nè. Thứ hai là mình biết cách chèn hình và mình cắt cái hình cho nó gọn gàng lại. Đó, hai cái nội dung chính là như vậy thôi. Ngoài ra chẳng có gì phức tạp hết. Còn những cái khác thì chúng ta đã học rồi ha. Rồi để làm được cái này thì tôi sẽ hướng dẫn là chúng ta làm theo cái mẫu trước, nhưng mà cái bài tập mà để các bạn hoàn tất, các bạn nộp cho tôi thì tôi nhắc lại ha, các bạn sẽ không làm giống y chang vậy nha, nhớ giùm tôi cái chuyện này ha, không làm giống y chang này. Cái bài này nó đặc thù nó vậy để các bạn còn biết cách tự làm nữa. Tại vì có cái điểm yếu á là các bạn học nếu các bạn làm giống y chang á thì thực ra nó cũng được chứ không phải vấn đề gì hết, nhưng ở đây nó có cái điểm yếu mà tôi thấy đa phần các bạn bị dính phải á là ví dụ như tự mình làm khác mình làm được, giống như bị ép buộc á. Bây giờ chỉ có làm theo mẫu thì làm được thôi mà giờ, nhưng mà thật ra công cụ mình cũng có nắm, nhưng mà mình làm kêu mình làm cái khác thì mình không làm được. Rồi ok. Rồi để làm được cái này thì tôi mở một cái file mới nha. Ok. Rồi các bạn cứ tập cái thói quen ha, mình đây cái voucher này thì mình có thể in ấn gì đó, mình qua cái tab print A4 rồi tôi để cái tỷ lệ nó là nằm ngang luôn đi các bạn để khỏi chỉnh. Ở đây các bạn biết tại sao tỷ lệ tôi cho đầu tiên tôi cho nằm ngang không? Ở đây nè, chúng ta có để ý cái này không? Ở đây thật ra chúng ta chỉnh được, nhưng mà ở đây tôi cho cái tỷ lệ nó nằm ngang ngay từ đầu luôn các bạn. Đó là lý do tại vì cái mẫu mình vẽ nó tỷ lệ nằm ngang vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tôi tạo ha. Rồi bây giờ tôi sẽ lôi cái bài mẫu vô giống như mà cái bài tôi đã gửi cho các bạn á, tôi lay cái hình nó vô nè. Đây cái hình đó đây. Đâu rồi ta? Đây. Ở đây các bạn để ý nè, nó có kích thước nè các bạn. Nhìn trong cái file của tôi có ghi kích thước nè, 200 x 100 mm. Thì các bạn làm đúng như vậy ha. Cái hình của mình đó 200 x 100 mm. Thì từ đây về sau các bạn mà hễ mà thấy cái số nào mà đứng trước á là mặc định luôn, là người ta mặc định số đứng trước là chiều ngang, số đứng sau là chiều cao, nhớ giùm tôi nha, cái này quy ước luôn rồi đó. Cái số nào đứng trước là chiều ngang có nghĩa là chữ W á, còn số đứng sau là chiều cao, chữ H. Ví dụ như đây 200, 100 thì chiều ngang nó sẽ là 200, chiều cao là 100, đơn vị là mm. Rồi tạo cái đó. Rồi tôi tạo cái này ra, tôi quăng qua bên tôi đây, tôi làm cái mẫu tôi coi thôi. Giờ tôi sẽ làm cái này. Rồi ok. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra một cái file đúng kích thước trước nha các bạn nha. M là phím tắt của công cụ Rectangle Tool đó. Rồi các bạn kích thước ra đi. Chiều ngang là 200 đúng không? 200. Rồi chiều cao là 100. Enter rồi xong, mình có cái tỷ lệ y chang cái mẫu nè, đó y chang luôn nè, bỏ vô là y chang, khác gì hết. Rồi cái việc đầu tiên là tôi sẽ tô cái màu, thì đây các bạn thấy nè, mình cứ tô một cái màu nào mà chủ đạo của nó trước đi, bạn đây màu xanh lá nè, mình hút màu luôn đi cho khỏe. Rồi tôi hút cái màu ha. Rồi các bạn hút cái màu của nó nha, cái này thì tôi không nhắc lại nữa ha. Đây có những cái mà mình đã học qua rồi thì tôi không nhắc lại để tốn đỡ mất thời gian nha các bạn nha. Rồi để tôi mở cái bo này lên chút xíu thôi. Shift O để cho dễ thấy. Rồi tôi khóa cái này lại luôn đi. Control số 2. Rồi ở đây thì các bạn thấy nè, bây giờ mình sẽ vẽ từng cái đại khái đây, cái logo thì cái bài tập của các bạn á, mai mốt các bạn tự các bạn vẽ kiếm logo nào đó cũng được, các bạn add vô nha. Cái vị trí thì các bạn không có cần phải đặt giống như tôi ha, tôi nhắc lại riêng cái bài số 4 này nó yêu cầu nó đặc biệt nha, là các bạn tự làm ha, không có làm giống tôi. Bởi vì tự làm thì các bạn mới nắm được cái công cụ nó rõ, bởi vì đây là cái bài lab cuối cùng rồi ha. Thì trong đây tự làm thì trong đây nó sẽ yêu cầu cái gì? Thứ nhất là có logo, có chữ và có hình ảnh, đó là những yêu cầu chính thôi. Rồi ở đây tôi hướng dẫn các bạn vẽ theo cái logo này trước. Có nghĩa là mình biết cái công cụ để mình vẽ được cái kiểu này logo, các bạn thấy không? Ở đây nó có một cái chữ nè, rồi nó có cái hình, nói chung đại khái giờ mình vẽ lại cái logo này để mình học cái công cụ. Rồi ok. Rồi cái việc đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho tôi cái hình tròn. Rồi ok, giờ vẽ theo cái mẫu trước ha. Đây hình tròn. Rồi tôi đang hướng dẫn là các bạn vẽ lại cái logo nè. Ở đây các bạn đừng có dùng pen để vẽ ha. Chúng ta có cái hình tròn rồi, chúng ta lấy hình tròn đó chúng ta vẽ thôi. Rồi ok.
Rồi tiếp tục đây tôi để cái chữ vô thì đây các bạn xài cái phông chữ nào cũng được ha. Miễn sao có phông chữ để vô thì đây ôn lại luôn nè. Hôm nay mình học về chữ và hình. Rồi các bạn bấm vô công cụ tag nè, bấm vô cái rồi các bạn cái này phông chữ thoải mái nha các bạn. Ở đây tôi xài cái phông này, tôi canh đầu tiên tôi canh cho nó ở giữa luôn, tôi bật cái character ra. Rồi tôi cho nó lớn lên đi các bạn để dễ thấy. Rồi tôi tạo ra. Đây tôi làm theo cái chữ này luôn nha. Thôi làm chữ khác đi. Ví dụ như chữ chữ gì ta? Rồi chữ Y đi, dù vậy đi. Rồi chữ Y đi. Rồi tôi đại chữ khác đi các bạn, để cho các bạn mốt các bạn không biết cách tùy biến nữa. Ở đây thì cái phông chữ thì các bạn thoải mái nha, chỉnh phông chữ ở đây. Rồi tôi lấy đại cái phông này đi các bạn. Rồi. Rồi tôi lôi vô. Rồi tôi canh ha. Canh thì cái này nhớ canh công cụ giùm tôi nha các bạn, đừng lôi vô nha. Đây tôi canh công cụ nè. Cái chữ này nó nằm ở đâu kệ nó, tôi không cần biết. Kích vô chọn hai đối tượng rồi thằng nào đứng yên thì kích cái nữa, vậy thôi. Với nguyên tắc nó cứ vậy thôi à. Rồi đó tôi canh cái công cụ thôi. Rồi tôi sẽ cho nó to lên một chút. Rồi. Rồi giờ tôi copy luôn cái màu nó đi các bạn. Ở đây tôi đại tôi cái này là do phông chữ thôi nha các bạn nha, chứ không có vấn đề gì hết. Các bạn thích sử dụng thì quan trọng là công cụ. Giờ mình vẽ tiếp cái hình tròn đây nè. Hình tròn này thì dễ thôi các bạn nè, hình tròn bao quanh ngoài nè. Rồi đầu tiên các bạn sẽ copy cái hình tròn này ra, Ctrl C, Ctrl F, copy và dán tại chỗ hút cái màu. Rồi bây giờ lôi nó các bạn lôi nó ra vậy nè, cho nó to ra, cho nó nằm dưới cùng ha. Đó, đại khái nó vậy. Rồi tiếp tục bây giờ các bạn lấy luôn cái hình tròn này. Thì chỗ này để tạo nhanh thôi, chứ ra các bạn có nhiều cách để tạo lắm, nhưng mà chỗ này tôi hướng dẫn lại để mình nhớ thôi. Rồi các bạn sẽ bấm cái hình tròn này nè, thấy không? Mình copy và dán tại chỗ một lần nữa. Tôi cho cái này nhỏ lại một xíu, cái công dụng của copy và dán tại chỗ nè. Ctrl C, Ctrl F, và tôi làm cái gì? Tôi chọn cái này. Rồi các bạn bật cái Path Builder lên, Path Builder đã nói rồi ha. Rồi đục lũng đó. Đục lũng thì sau khi đục xong nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn thấy nè, kệ nó nha, mình copy nó ra rõ ràng mình được rồi nè. Rồi mình cho nó cái màu đi, tại tôi lôi cho dễ thấy nè. Đó rồi. Rồi các bạn thấy ở đây của mình á, có hai cách. Một là các bạn sẽ, đây là hướng dẫn để vẽ lại thôi, chứ không nhất thiết các bạn làm lấy logo này các bạn làm đâu. Các bạn có thể kiếm logo nào đó trong bạn vẽ vector lại các bạn ép vô. Rồi đây mình cho nó nhỏ lại một chút nè. Đó thấy không, thì nó sẽ y chang vậy thôi. Rồi còn bây giờ mình làm sao cắt đây nữa, đây cũng dễ ồn luôn. Các bạn chọn cái này, các bạn chọn cho tôi một cái hình rectangle và các bạn vẽ ra ở giữa ha. Đảm bảo là ở giữa nha các bạn nha. Tại sao tôi biết ở giữa đây? Các bạn cứ ra chuột vô từ từ nè, thấy không? Thấy ở giữa không? Thì cái này là cái phần view smart guy nó giúp mình nè. Các bạn nào không có thì bật lên. View ha, view smart guy. Đây, chỗ này đây nhìn nè. Rồi tôi để ngay đây, các bạn cứ ra chuột thôi, rồi tôi vẽ ra đại cái, rồi tôi làm gì đó tôi cắt tiếp thôi các bạn. Tôi chọn ngay cái này. Rồi tôi bắt finder nó thôi chứ có gì đây nè. Bập rồi xong. Rồi giờ còn lại là cái chữ cái chữ công này tôi làm sao. Rồi cái này là mới nè các bạn, không phải mới đâu. Thật ra nó có bên giống như Photoshop á. Đây tôi làm thử cho coi. Thì các bạn muốn theo cái đường gì đó thì các bạn phải có một cái đường. Đại khái là mình sẽ đánh test theo theo một cái đường path đó các bạn. Thì cái đường này nó gọi là cái đường path. Cái đường công ở trong thuật ngữ trong A nó gọi là path. Thì đây tôi sẽ vẽ một cái đường. Thì các bạn lấy cái hình tròn này ra, ta copy luôn cho lẹ các bạn. Ctrl C, Ctrl F. Rồi Alt, Shift, Scale đều ra. Rồi Shift X là phím đảo này nè, để tôi thấy cái đường path. Rồi giờ tôi sẽ bấm chữ T ha, bấm giữ luôn các bạn, giữ chuột trái. Rồi các bạn nè, chọn cho tôi cái tùy chọn này nè, Tie on a path tool. Path là cái đường mà mình vẽ đó. Tie on a path tool ha, bấm bập. Rồi các bạn để con chuột vô ngay cái vị trí cái đường mình mới vẽ nè. Bập. Rồi đánh vô thôi. Ví dụ như Adobe. Tôi đánh đại đi các bạn, nó lách xích đi. Ok. Rồi cái chữ này nó hơi to nè các bạn, khi các bạn đánh chữ mà các bạn thấy có dấu chấm đỏ như vậy á, thì trong trường hợp này tôi làm to như vậy để có trường hợp mà các bạn ví dụ ở nhà mình làm mình không biết xử lý á, thì nếu trường hợp các bạn đánh chữ mà tình trạng nó có dấu chấm đỏ chỗ này nè, các bạn thấy chấm đỏ không, có nghĩa là gì? Nó báo cho chúng ta biết là cái chữ này nó còn nữa mà nó không hiển thị hết.
thì có hai cách để hiển thị. Thứ nhất là các bạn kích vô cái chấm đỏ, các bạn lôi nó ra đây nè, kích vô lôi ra. Rồi xin lỗi các bạn, để tôi chọn lại cái này nè, nè nó lôi nó ra, thấy chưa, nó còn phần dư kích lôi ra thả. Nhưng mà cách tốt nhất là các bạn cứ chọn để cho phông chữ nhỏ lại thôi, nè đó, do phông chữ thì nó lớn quá. Medium, rồi ok. Rồi chúng ta đã tạo được cái hình, cái chữ nó viết theo cái hình tròn rồi các bạn. Rồi lát mình tinh chỉnh sao cũng được ha. Tôi cho phông chữ nhỏ lại. Rồi giờ các bạn thấy nè, cái nhà chữ của tôi không phải nằm vậy. Thì các bạn cứ chọn vô cái công cụ, xin lỗi các bạn, chúng ta cứ chọn cái đối tượng mình vừa mới vẽ xong. Các bạn nắm những cái nốt đây, các bạn đều điều chỉnh nha. Click trái chuột và giữ. Nè đó, quay. Quay đưa ra đưa vô là đưa bên ngoài nè, đưa bên trong là kéo vô thôi. Rồi cứ quay thôi. Quay 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 từ từ. Quay từ từ ha, quay từ từ rồi tới đây. Rồi buông. Thấy không? Nhưng mà hiện tại như thế này nó cũng chưa đúng đâu các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ phải giữ phím shift, các bạn cho nó nhỏ lại xíu ra. 15 đi. Tại chữ này nó hơi dài, 13 thôi. Rồi các bạn dời nó xuống rồi các bạn. Nè đó, dời nó xuống vậy rồi cho nó to ra. Cho hình tròn nó to ra nè. Shift Alt hay là Store đó, đó kiểu nó vậy đó. Để mình làm được áp dụng trong mọi tình huống. Rồi đó. Thì mình sắp xếp vậy thôi. Rồi mình đưa nó, mình chọn cái chữ này với lại cái hình tròn màu trắng nè. Chúng ta align nó một cái. Đó nằm ở giữa rồi, vậy rõ ràng cái chữ này nó vẫn còn bự nè. Để tôi giảm xuống. 12, rồi. Đó, chỗ này cỡ 12 là đẹp rồi đó. Đó, nó vô như thế này nè. Thì đây trang kiểu vậy thôi các bạn. Thì đây là do cái phông chữ thôi chứ không có vấn đề gì hết. Tôi tăng lên 12.5. Chúng ta tùy chỉnh thôi. Rồi ở đây tôi nói thêm một chút. Đó coi như là mình đã xong cái này rồi đó. Cái kiểu nó như vậy thôi ha. Rồi tôi copy cái màu nó luôn đi. Rồi sau khi ở đây nó hơi dày, để tôi làm cái phần này cho nó nhỏ lại một xíu. Thôi để đó, hồi lát nói sao. Nó còn cái phần đây nữa. Rồi ok ha. Giờ như tôi tạo xong cái phần chữ này nè. Các bạn rút nó lại đi các bạn. Rồi thì tôi nói thêm cái vụ mà cái chữ này ha. Đây. Giờ tôi có cái chữ nè. Tôi có cái hình đi. Các bạn vẽ đường bát thoải mái đây, ví dụ tôi vẽ đại đường bát nè, cái này là gọi là đường bát nè, vẽ bằng pen á, thì trong thuật ngữ AI nó gọi là bát. Đây tôi để cái đường bát cho các bạn, thì các bạn biến nó về stroke. Rồi ok, ở đây thì các bạn cứ thử cái công cụ nè, tie on a path tool ha, nghĩa là mình phải vẽ cái đường bát ra. Cái đường bát là cái đường vẽ bất kỳ của mình á, nó là cái stroke á, bấm vô đây nhớ là stroke ha. Rồi các bạn để một chuột vô đây, đó nó sẽ đi theo đường theo của mình, là thấy không, thì cái chữ này là nó là như vậy thôi. Cái chữ mà viết theo đường bát là các bạn ngoài cái việc hình tròn ra thì các bạn có thể vẽ bất cứ hình gì và cho cái chữ nó chạy theo nè. Đó, đây chữ nó chạy theo nè. Thì đó là cái bài học hôm nay, đó là thêm cái phần đó về cái công cụ chữ ha. Rồi ok, tôi làm xong phần này đi. Rồi giờ tôi sẽ đưa đại vô đây. Rồi tôi đưa vô đây, xong. Đó, tôi đại khái tôi làm được vậy. Rồi còn chỗ này chữ in đúng không? Rồi tôi biến nó lại thành chữ in thôi. Các bạn lúc này các bạn đã rút rồi á, đây là tôi chỉ lại hướng dẫn lại thêm chút xíu. Nếu mình đã lỡ rút rồi mà mình muốn edit cái nội dung bên trong thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn rã rút để mình edit nội dung bên trong. Còn không, cách số 2 các bạn lấy mũi tên rắn cho nó khỏe nè. Rồi chọn cái chữ. Nó double click vô các bạn. Rồi mình tôi đổi cái phông chữ, giờ tôi sẽ thử tôi đổi cái kiểu chữ đi. Các bạn vô thay nha. Giờ tôi muốn thành chữ nó là chữ in hoa hết đó các bạn, là cấp lóc á. Thì tôi vào cái type tôi chọn là Gen K. Đây nhớ giùm tôi nha. Nếu mà các bạn muốn tùy chỉnh cái đổi, giờ giả sử trong trường hợp này tôi cần nó in hoa hết, giống như khi tôi có bật cấp lock tôi viết, thì các bạn vào type chọn cho tôi là Gen K. Đây nè, nhìn nè, nó có ví dụ nè, Upper K là nhìn cái chữ này là biết rồi nè, in hoa toàn bộ. Còn này là viết hoa, viết thường toàn bộ. Còn cái này là chữ cái đầu là nó viết hoa. Còn cái này là chữ, có nghĩa là chữ cái mỗi chữ á nó viết hoa. Còn này chữ cái giống như một cái đoạn văn bản. Thì nhìn đây ví dụ là hiểu. Thì bây giờ trong trường hợp này tôi muốn viết hoa toàn bộ, tôi chọn cái nào? Chọn cái upper K ha, bấm cái bập cái rồi viết hoa cho mình. Vậy thì mình giảm cái này lại các bạn, khi nó viết hoa lại chữ nó to hơn á, đây giảm nó lại cho đẹp rồi, xong rồi đó. Đó là cách tinh chỉnh nè. Đó, thấy chưa? Cái này vấn đề về phông chữ thôi nha, cái này tôi nhắc lại tại sao nó không giống như trên đây là vấn đề về phông chữ thôi. Thì đây tôi cố tình tôi làm khác bởi vì nó giống như các bạn như các bạn không có phông này thì các bạn, nhưng mà các bạn công cụ bạn làm về là đạt rồi, là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ tôi tiếp tục tôi làm số 50% SEO off nè các bạn. Giờ tôi làm thì cái đầu tiên là các bạn để có được cái 50% này thì các bạn phải đánh chữ ra, chứ đơn giản vậy thôi, chúng ta phải đánh cái chữ ra trước chứ. Rồi 50, ở đây thì tôi khuyên các bạn là dù có xài phông chữ á,
Thì trong một cái thiết kế ở đây chúng ta không đặt nặng về vấn đề yêu cầu các bạn thiết kế, nhưng có một nguyên tắc các bạn nhớ giùm tôi. Trong thiết kế khi các bạn xài phông chữ thì cố gắng xài một phông chữ thôi cho nó xuyên suốt cái thiết kế. Chứ các bạn một cái thiết kế của mình mà các bạn để một đống cái phông chữ vô thì nhìn nó rất là loạn nha. Đó là nguyên tắc về thị giác đầu tiên á, nó phải có cái sự đồng nhất. Rồi, ở đây tôi sau khi tôi đánh chữ 50 giờ tôi cho to đùng lên đi. Đây do phông của tôi ha. Rồi, tôi bây giờ tôi sẽ làm như thế này nè các bạn. Rồi, ở đây tôi nói thêm về cái này nè. Bây giờ tôi sẽ hút cái màu nó trước. Rồi, ok. Rồi bây giờ tôi làm sao để tôi tạo cái like rồi tôi làm nó kiểu giống vậy, thì cái việc đầu tiên là các bạn phải nghĩ đến là để làm được như thế này có nghĩa là mình phải được quyền can thiệp vào chỉnh sửa cái chữ, đúng không? Chứ nếu mà mình để cái chữ mà nguyên bản vậy là mình không làm được, chỉ có di chuyển rồi chỉnh lớn nhỏ rồi đổi màu thôi. Vậy thì muốn làm một kiểu tự do như thế này thì các bạn phải đầu tiên giống như tôi giải thích để các bạn hiểu á, là chúng ta phải cấp cái quyền là mình phải được quyền edit cái chữ này. Vậy thì edit làm như thế nào thì rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn chọn dùm tôi, đây tôi copy ra hai cái để giải thích các bạn hiểu nè. Rồi, những cái nào mình cần biết thì biết thôi, còn những cái ấy thì tôi bỏ hết rồi để các bạn khỏi có mệt đầu ha. Đầu tiên là bây giờ cái chữ này là chữ nguyên bản nè. Làm sao biết chữ nguyên bản? Đó là khi các bạn chọn chữ, ở đây tôi chưa chọn nè, tôi quét vô một cái tôi thấy làm sao biết cái chữ này là gọi là chữ nguyên bản, là còn chỉnh sửa được, là mình đánh nội dung được. Đây các bạn, khi các bạn quét vô thì đây nó có hiện lên cái phông chữ, hiểu không? Rồi bây giờ tôi giả sử nha. À, phông chữ này thì các bạn thay đổi được nè. Ví dụ giờ tôi đổi thành 80 đó, tôi đánh vẫn được giống như firework vậy đó. Vậy thì nó khác biệt chỗ nào? Rồi bây giờ tôi sẽ cấp cái quyền, gọi là đại khái cái quyền. Giờ tôi chỉnh được cái chữ này thì các bạn phải làm một cái thao tác rất là đơn giản, là các bạn chọn cái chữ, các bạn phải chuột, các bạn nhớ giùm tôi chỗ này thôi, duy nhất một cái dòng này, đó là grid outline. Shift Control Shift O các bạn. Cái này nó hay xài lắm, bấm bấm. Rồi mất tiêu. Đây là sự khác biệt giữa một thằng còn nguyên nè. Đây nè, nó còn nguyên phông chữ nè. Này đây là tên phông chữ ha, chúng ta chỉnh sửa thoải mái và thậm chí chúng ta đổi được giống như firework, đó là một. Còn cái thằng này nè, kích vô đây rồi mất tiêu rồi, giờ không có chỉnh được. Này bấm vô đâu có cho chỉnh đâu. Rig outline là làm gì các bạn? Thật ra rig outline là các bạn biến đối tượng, nó biến cái phông chữ vừa rồi á, nó biến thành một cái đối tượng đồ họa thôi. Có nghĩa nó không còn là phông chữ nữa, mà nó biến thành giống như cái này, các bạn tưởng tượng đây là cái hình mà nó tạo thành số 5 với số 0 thôi. Chứ nó không còn là cái phông chữ, là hai cái khác biệt nè. Khi chúng ta chọn đối tượng ta biết nè. Này đó, khác biệt. Rồi vậy thì chúng ta khi chúng ta chỉnh này xong rồi chúng ta sẽ tùy chỉnh được. Rồi ở đây tôi ví dụ tùy chỉnh sao cho các bạn coi nè. Ở đây thì tùy các bạn thôi, nhưng mà cái mức độ này là ok rồi đó, các bạn đã biết cách chúng ta tùy chỉnh. Giả sử như tôi biến này để tôi làm gì? Ví dụ như tôi thấy cái số 5 của tôi ở chỗ này nè, thì tôi tùy chỉnh vậy nha. Đây ví dụ cho các bạn nè, tôi cần thiết tôi phải biến vậy. Thứ nhất là tôi thấy cái cạnh này nó xéo nè. Bây giờ tôi muốn cho nó thẳng lại thì tôi sẽ tùy chỉnh, tôi bấm vô đây dùng mũi tên A ha. Kích vô đây 1 điểm, kích vô đây 1 điểm, rồi bấm canh, kích vô đây 1 điểm. Đó tôi mới tùy chỉnh được chứ không thôi sao tôi tùy chỉnh được. Còn cái phông chữ gốc nè, các bạn thấy phông chữ gốc không? Và cái cách này là chúng ta phải dùng thường xuyên. Rồi ví dụ cái góc này tôi không thích, tôi cho nó bấm vô đây. Đây một góc ha, rồi tôi kích vô đây. Tôi cho nó radius thì các bạn cho nó bo 5. Rồi ví dụ vậy, đó đây gọi là tùy chỉnh. Và thường cái cách này người ta sẽ làm ứng dụng cái việc là không phải là làm chơi đâu các bạn. Mà nếu mà học về thiết kế á, người ta làm mấy cái này, người ta ứng dụng làm logo rất là nhiều. Bởi vì logo khi làm nó phải có một cái phông chữ gốc, sau đó người ta phải chỉnh sửa lại, chứ không có xài phông chữ gốc được thì chúng ta phải làm như thế này. Đây các bạn double click chưa? Cái gốc của mình là 5 mà tôi cứ để 5 thôi. Ví dụ như đó, để tôi chỉnh đại cho các bạn coi nha. Các bạn sẽ hiểu là từ cái phông chữ gốc là tôi có được cái đại khái cái số này. Dạng như không đụng hàng luôn á, cho dù nó biết phông chữ nó cũng không biết chỉnh thì nó không làm được. Đó là cái cách mà để làm, nó gọi là để đăng ký bản quyền các bạn. Và trong cái việc này tôi nói cho các bạn hiểu thôi. Và trong cái việc thiết kế thì cái bản quyền rất là quan trọng, và đó là yêu cầu bắt buộc à, bởi vì anh thiết kế ra đó là tài sản của riêng anh thì anh không thể chôm chĩa được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh không thể lấy cái có sẵn được, đó là lý do tại sao phải edit. Rồi đây tôi đại khái tôi edit về đi đó, tôi tạm này xong rồi, thậm chí giờ tôi thấy cái khoảng hở giữa chữ số 0 với số 5 này nó hơi lớn nè, thì tôi hoàn toàn tôi chỉnh được. Thì khi các bạn bấm rig outline thì thằng này nó tự động tạo group ha. Thì đây chúng ta có thể là khỏi rã rút, các bạn double click vô, nhìn nha, nhìn kỹ chỗ này nè. Kích chuột nhiều lần vô cũng được. Nè, thấy nó ra cái line màu xám trên đây không? Cái line màu xám này đang hiển thị là chúng ta đang can thiệp vào cái group, và cái group vẫn giữ nguyên. Các bạn muốn thoát ra ngoài kích vô đây. Đó là cách hay làm của các bạn nè. Rồi các bạn chọn đối tượng chúng ta kéo thôi. Đây lúc này mình sẽ kéo được. Chứ nếu các bạn không vô cái group này là các bạn không chỉnh được nè, nó dính cả chùm thấy không? Nhưng mà khỏi rã rút, bởi vì rã làm chi? Có nghĩa là trong cái vấn đề ở đây, tại vì các bạn ít đối tượng á,
các bạn rã ra các bạn toàn lôi nó vô được, chứ giả sử tưởng tượng các bạn thiết kế ra một đống cái đối tượng rồi các bạn cứ gom này gom kia, các bạn rút lại xong các bạn rã ra rồi họ các bạn phải đi gom lại, à rất là mệt ha. Rồi bây giờ tôi chỉnh sửa xong rồi ha, giờ tôi lôi nó vô đại đi các bạn, rồi tôi đặt đại vị trí này đi, nó đại khái nó giống giống vậy đi rồi tính. Rồi ok, rồi bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem cái phần cái line này như thế nào cũng dễ nha các bạn, cái công cụ rất là dễ thôi. Cái line này thì bây giờ tôi sẽ ở cho này nhỏ lại chút, tôi thậm chí tôi làm thêm cái line ở trong nữa không sao hết. Rồi cái đây cái line này thì các bạn, đây là công cụ mới các bạn nhớ giùm tôi, đó là các bạn chọn, nhớ chọn đối tượng ha, trong AI với Photoshop vậy chúng ta làm gì đó phải chọn, trong Photoshop thì các bạn phải chọn layer và vùng chọn, còn trong AI thì nhớ tôi chọn đối tượng bằng cái mũi tên đen. Rồi để tạo được cái line ở ngoài nè các bạn, nó gọi là outline á, outline là như thế này nè, gọi là cái nét của mình chấm chấm gạch gạch về luôn, ok luôn. Rồi các bạn chọn đối tượng xong các bạn vào cho tôi cái phần object, các bạn object là đối tượng luôn á, vào đây nhớ giùm tôi những cái thao tác này, muốn có nghĩa là các bạn nãy giờ nè muốn chỉnh sửa phông chữ thì chọn đối tượng sau đó phải chuột click outline, còn muốn đánh chữ theo đường path thì các bạn chọn, đó là những cái công cụ để mốt các bạn áp dụng. Rồi bây giờ giả sử tôi muốn tạo cái outline giống vậy nè, cái outline này các bạn thấy là cái outline này đặc điểm nó là gì các bạn biết không, là nó là hình đồng dạng, hiểu hình đồng dạng không, có nghĩa là khoảng cách của nó đều nhau nè, nhìn đi, khoảng cách cách tất cả đều nhau hết, chúng ta không thể copy ra được, không thể nào làm được. Rồi các bạn vào object, các bạn chọn của tôi là path, đây path nè, nhớ chỗ này path. Rồi các bạn chọn cái gì ở trong đây thì các bạn quan tâm giùm tôi cái phần offset path, offset chính là đồng dạng các bạn, offset path bấm cái bục. Rồi trong cái hộp thoại này nó hỏi cái gì thì ở đây rất là đơn giản, giải thích các bạn hiểu nè, cái tham số ở trong này nè, à, nếu các bạn muốn có một cái đường cái giống như cái đối tượng mà nó phình ra ngoài đó, thì các bạn chỗ này các bạn để là dấu dương. Ví dụ giờ tôi để nè, thì chúng ta cứ bấm thử biết, là dù tôi để đây là 3mm nha, thường các bạn nên để cái số chẵn đi, số 3. Rồi chỗ cái này là cái góc, các bạn choi là cái góc, các bạn để round đi cho nó đẹp các bạn, nếu các bạn không để round nhìn góc nhọn quá xấu lắm. Rồi để round đi ha. Còn dưới đây để mặc định luôn, nó nhiều kệ nó. Rồi các bạn bấm review để các bạn xem nè. Rồi các bạn thấy nó số 5 nó phình ra ngoài không nè, tôi bấm review nè, thấy nó phình ra không, là cái like đó các bạn. Giờ tôi tăng cái like đó lên 5 đi, rồi bấm review, đó nó phình ra ngoài thấy không nè, cái này là cái góc nè, bấm review nè, cái dòng ở ngoài nè, thì cái khoảng cách, cái khoảng hở giữa cái này nè, lúc này là cái khoảng hở này nè là 5 đó, hiểu không. Rồi bây giờ tôi tạo ra xong rồi tôi bấm ok, nhưng mà chưa xong đâu các bạn, tôi đang tạo like mà, tụi tôi đâu phải tạo cái này. Rồi các bạn nhớ nè, thao tác nè, bấm ok xong thì các bạn thấy không, nó tự động nó qua tô màu thì các bạn chuyển nó thành stroke, thấy không. Rồi nhưng mà chuyển thành stroke thì tự động nó sẽ có hai cái số, tại mình nó hai đối tượng nó tách ra giống vậy nè đó, trường hợp này là tôi xử lý như thế nào. Rồi bật bật Pathfinder lên các bạn, hàng nó lại unique bụp xong rồi, xong rồi đó. Rồi các bạn muốn stroke này, nó đậm hơn thì tăng cái này lên, rồi thấy không, đó mình đã tạo được. Nhưng mà thật ra cái chỗ này xấu quắc nè, đây là tôi không muốn cái stroke ở trong đây thì giờ xử lý làm sao, ví dụ mình làm nó có những cái kiểu nó giống như nhìn nó xấu lắm, nghĩa là nhìn tôi muốn ở ngoài thôi, nhìn nó đẹp mà. Thật ra cái kiểu mà cái chữ này các bạn thấy nhan nhản ngoài đường gì người ta làm đầy gì, bây giờ mình cũng nên biết luôn nó, tại nó cơ bản thôi à. Rồi các bạn sẽ kích chuột liên tục vô, các bạn kích liên tục vô nè, kích đến khi nào chọn được nó thì thôi bấm delete xong. Rồi các bạn bấm vô cái dấu màu xám này cho tôi, rồi xong rồi đó. Rồi bây giờ tôi tiếp tục nè, bây giờ tôi tạo cái nét đứt ở trong tôi làm sao. Rồi các bạn chọn cho tôi cái thằng ở ngoài ha, các bạn đứt bullet vô, các bạn cứ kích chuột liên tục chứ không phải đứt bullet đây, rồi đó. Rồi cái này các bạn tiếp tục xài cái offset đây, à offset path các bạn chọn tôi là offset path ha. Rồi thay vì chỗ này hồi nãy là tôi phình ra, bây giờ tôi muốn đi vô thì các bạn để dấu trừ đi các bạn, trừ ví dụ như trừ 2 đi, các bạn bấm review nha, cái bật tắt cái ô này lên để nó cho mình thấy nè. Ok rồi, tôi thích cái kiểu này rồi, tôi cho nó sát vô chút nữa là trừ 2.5 chẳng hạn, bấm review rồi tôi thấy ok đó. Rồi chỗ này các bạn sẽ bấm ok. Rồi chỗ này đâu các bạn không làm gì hết, các bạn giờ biến nó thành nét đứt thì các bạn chọn cho tôi cái stroke ha, cái stroke nè, đây nè các bạn bấm vô. Rồi để tôi lôi cái bảng này ra riêng đi các bạn, đây là nó đây nè, đây rồi thấy không ta. Rồi lôi này ra đây chỗ này nè các bạn, thì cái stroke của tôi đang là 3 rồi ha, ok giờ tôi cứ để 3 đi. Rồi đầu tiên là các bạn muốn có nét đứt thì nhớ giùm tôi nguyên tắc là các bạn tích vô cái ô này là xong, chỉ cần tích vô thôi, nó đơn giản một cái việc đó thôi, tích vô cái bọc nó đứt liền
tích vô cái dash đó, dash line là nó đứt nè. Thì cái khoảng cách 12 này là cái gì? Chính là khoảng hở giữa những cái nét đứt. Ở đây nếu các bạn muốn nét đứt nó gần hơn thì các bạn đánh ví dụ như 5 đi. Thấy không? Thấy không? Nó sẽ tự động nó canh chỉnh cho mình, nhưng mà ví dụ mình thấy về nó xấu quá thôi để 12 lại đi các bạn. Ok, còn đây các bạn tùy chỉnh hai loại ha, cũng ba tùy gì cũng được, cái thoải mái thôi. Này tôi không giải thích bởi vì cái này nó nhìn thôi, tôi thấy thôi, không có gì hết. Rồi đó, tạo nét đứt vậy thôi các bạn. Rồi uống nét đứt thì nó bo tròn, các bạn nhìn kỹ cái góc nè, nó là góc vuông. Qua đây tôi tắt cái này đi để tôi zoom lên cho các bạn dễ thấy, giải thích cho hiểu nè. Đó, tôi tạo nét đứt này mà các bạn thấy nét đứt là nó bị vuông không, thì các bạn bấm stroke ra ha. Thì vào Windows, bạn nào không có vào Windows kéo nó xuống, gọi cái stroke ra, Ctrl F10 á, bấm ra. Rồi thì cái việc mà muốn có nét đứt á, mặc định của chúng ta là nét nó vậy nè, thì các bạn bấm cái bụp vô nét đứt, rồi các bạn chỉnh cái khoảng cách giữa những cái nét đứt là ở đây, chỉ vậy thôi, các bạn đừng quan tâm đến mấy cái khác, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn thấy cái nét đứt của tôi nó vuông vức nhìn thấy gớm quá, bây giờ tôi muốn cái nét đứt này nó tròn, thì các bạn kích vô đây cái phần cap với phần corner nè, đó hai cái phần này tích vô cho tôi là xong nè. Đó, nhìn nó tròn trịa vậy nó mới đẹp, nó giống như cái đường mai á. Rồi sau đó các bạn xong rồi đó, thì các bạn kích vô cái vùng màu xám ra ngoài ha. Rồi xong, ta đã có xong được cái nét đứt rất là đẹp. Rồi gần gần giống đây rồi đó, này các bạn thấy không. Rồi còn cái số 50% này thì các bạn vẽ ra thôi các bạn, dù mình muốn tạo cái gì đó đặc biệt, còn không lấy phông chữ đánh cũng được, nhưng mà thường là vẽ ra thì các bạn vẽ đơn giản thôi. Đây vẽ cái elip nè. Rồi tôi giờ ra, tôi đang setup cái nét đứt nên tôi vẽ bất kỳ cái hình gì nó cũng có nét đứt hết. Vậy thì tôi sẽ vào lại cái stroke. Hồi nãy tôi lôi ra tôi quăng nó mất tiêu rồi, mất công bật này quá. Stroke. Rồi thì các bạn bỏ cái dash line đi thôi, đó cái nét mình nó trở lại như cũ ha. Nhớ chỗ này ha, muốn có nét đứt là cứ bật dash line là xong. Rồi vậy giờ mở rộng thêm để các bạn hiểu nè. Bây giờ trường hợp tôi muốn chấm tròn thì sao? Có yêu cầu đó mà, có nghĩa là các bạn muốn cái vòng tròn mà nó là cái thay vì cái nét liền, nó là cái chấm 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 chấm, thì cái nét đứt này thì dễ rồi. Cái này yêu cầu thêm thôi chứ không yêu cầu các bạn làm cái này đâu. Một bạn nào thích làm thì cứ làm, nhưng mà tôi giải thích để hiểu công cụ. Đây, stroke bật ra. Rồi đầu tiên tôi đã có dash line là nét đứt, là tôi đạt rồi đó, tôi đã đạt được cái vấn đề về công cụ rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn cái nét đứt này của tôi là chấm tròn, thì các bạn nhớ giùm tôi chỗ này luôn, nguyên tắc các bạn vẫn bật dash line, nhưng nếu có chấm tròn thì đây là công thức để nhớ nè. Ô đầu tiên để 0, rồi ô số 2 để khoảng cách, rồi ra chấm tròn. Nhớ giùm tôi cái nguyên tắc nha, nếu có chấm tròn thì ô đầu tiên để 0, ô số 2 để khoảng cách, ví dụ tôi cho nó liền, nó gần lại các bạn thấy rõ lắm nè, số 6 đi, thấy chưa. Rồi và hai cái phần cap với cái phần corner này đảm bảo là bật cho tôi cái phần ở giữa này, các bạn nhìn đi, nó bo tròn á nè, nó không tròn thấy không, tôi bấm cái tự nhiên là nó không tròn rồi nè. Thì cái này thật ra nó, các bạn nếu bạn muốn hiểu cái này thì các bạn mở ra các bạn làm thử hết mấy cái này, các bạn tự bạn hiểu không. Rồi vậy thì cái nguyên tắc công thức ở đây có nhiều em loạn nè. Nếu không muốn, có nghĩa là muốn nét đứt không, thì các bạn chỉ cần một ô thôi, ô này dẹp đi, các bạn delete đi. Rồi đó là cái phần chấm gạch, thì các bạn sẽ, nếu mà muốn chấm gạch vô đây 10 đi, sẽ ra chấm gạch. Đó là công thức thứ nhất. Công thức số 2, nếu muốn tròn thì ô đầu tiên là 0 và phải bật ô số 2 lên. Ô số 2 chính là khoảng cách 6. Rồi xong, thấy chưa. Còn cái này là tăng lên nè, nó tăng chấm tròn lên. Có dụ khi mình tăng lên mình thấy nó gần quá thì tăng cái khoảng cách này ra 12, đó linh động thôi, thấy chưa. Rồi ok ha. Rồi chỗ này thì tôi nhắc vậy thôi, dưới đây tôi không có làm chấm tròn. Giờ làm được các bạn làm được vậy, còn cái này mình tự làm thêm. Rồi ok, giờ tới cái phần vẽ này thì ok, chúng ta vẽ vô thôi ha. Cái phần cái vẽ này tôi không hướng dẫn nha, bởi vì cái vẽ này nó đơn giản rồi các bạn. Vẽ hai hình tròn rồi có cái dấu này nè, giống như phần trăm á. Cái vẽ này khỏi hướng dẫn nha, này đơn giản rồi ha. Còn cái chữ dưới đây thì sao? Rồi đánh chữ vô. Đánh chữ bình thường thôi, ví dụ đánh chữ cell off bình thường. Cell off. Ok, cho phông chữ. Tôi xài có một phông mà các bạn, nhưng mà tôi xài nhiều cái định dạng ở đây. Cho tôi copy màu. Một màu. Đây chỉ cho các bạn cách các bạn làm nè. Ví dụ như giờ tôi copy tôi để xuống đây. Rồi tôi canh ở giữa thôi các bạn, nhớ canh chỉnh cho nó đàng hoàng. Đó. Cho to lên. Rồi bây giờ tôi muốn hai cái màu giống vậy nè, các bạn nhìn kỹ đi cái mẫu tôi nè. Ở đây thông qua cái bài tập này để tôi giới thiệu công cụ thôi, chứ thật ra tôi không, các bạn không có cần phải làm hai ba màu đâu, nhưng mà ít nhất mình phải biết để mốt mình cần thì mình có công cụ mình làm. Thì giờ dễ ẹt thôi các bạn, đây một màu đúng không, giờ muốn hai màu thì các bạn cách vô đây giữ Alt kéo xuống một cái nè, kéo vừa phải thôi chứ có cái vấn đề gì đâu mà phức tạp. Giữ Alt Shift kéo xuống một cái rồi chích cái màu khác đi các bạn. Đây hai màu nè, đó
nè, chứ nó đâu có, tôi không có hướng dẫn các bạn dùng cái hiệu ứng gì đó, kiểu nó vậy các bạn cho nó cảm thấy mình cho nó kích thích lại chút xíu. Ở đây muốn ba màu thì làm cái nữa, ví dụ vậy nè, kích vô đây giữ Alt, giữ phím Shift cho thẳng nè, kéo xuống một cái, rồi tôi vô tôi chọn màu xanh luôn đi. Ê xin lỗi, màu xanh nó bị trùng, chọn màu trắng chẳng hạn đó, ví dụ ba màu mà vừa các bạn làm đó, nó gớm lắm, nó lè lè lắm các bạn. Tại vì để mà giải thích cái vấn đề về cái nguyên lý mà về thị giác nó không phải sớm chiều đâu, nhưng mà tôi khuyên các bạn thứ nhất là các bạn làm về phông chữ trong một cái bất kỳ một cái thiết kế các bạn riết, các bạn sẽ thấy cái thói quen là các bạn nên sử dụng một phông chữ thôi, nhưng mà nó có nhiều định dạng. Ví dụ là định dạng gì đây nè, ví dụ nè, phông chữ của tôi đang sử dụng nó có tới 3 định dạng nè, thin là mỏng nè, medium là trung bình, ultra là dày. Đây là định dạng phông chữ và tôi chỉ có sử dụng một phông chữ thôi, còn cái bài này tôi lại sử dụng cái phông khác đó, ví dụ vậy ha. Rồi giờ tiếp tục, giờ mình làm cái hình vô các bạn, là xong cái phần bài học của lớp 4. Giờ mình làm hình làm sao đây? Rồi đầu tiên các bạn thấy nó có cái đường như thế này nè, phải vẽ ra thôi các bạn, xài pen đây tôi vẽ nha. Rồi cho nó cái nét, xài pen thì vẽ đây để 0.5. rồi muốn vẽ theo thì lấy, giờ tôi là vẽ theo cái hình này luôn đi, đây tôi zoom tôi vẽ lại, bấm đèn cái rồi kết nối đây. Đây mình vẽ lại thôi các bạn ha, rồi kích đây kết thúc. Rồi đây đại khái tôi vẽ lại đi các bạn, vẽ lại cái đường pen nè, đây lúc này mình vẽ bằng pen thôi. Rồi đó, kích đèn cái rồi các bạn giữ phím Shift nha, giữ phím Shift là để vẽ đường thẳng. Rồi nói qua đây thì cái này là để vẽ lại cho các bạn thấy thôi, chứ thật ra các bạn không cần phải làm cái hình này cũng được đó. Rồi chỗ này nó bị méo méo là nhìn kỹ đi, rồi dễ ẹt thôi, canh lại các bạn. Nói chung là mình nắm công cụ thì mình canh được hết, kích này cái giữ sử dụng mũi tên A, rồi giữ phím Shift kích thêm thằng này, rồi giờ canh cái gì cũng được đó. Rồi thẳng rồi đó. Rồi bây giờ tôi sẽ lôi cái đống này xuống ha, đây tôi lôi với cái thằng công cụ này của tôi lôi nó nằm ở giữa. Rồi xong rồi tôi vẽ được cái hình này nè các bạn, đây nè, chỗ này bị gãy nè đó, thì mình chỉnh sửa lại à. Thôi xài cái này cho nó lẹ các bạn, handle đi. Rồi chỗ này nó bị gãy, chủ yếu chỗ này chỉnh cho nó đừng gãy thôi, nó không có cần phải giống cái mẫu lắm đâu. Rồi chúng ta đã tạo được cái hình như thế này, Shift X các bạn coi đó, đó đại khái tôi tạo được cái hình giống như này đó, y chang rồi đó. Rồi cần trong số 2 tôi khóa lại, tôi quét cái này đó. Rồi tôi lôi nó ra. Rồi nhiệm vụ của tôi bây giờ tôi bỏ cái hình vô đây nè các bạn, tôi chỉ các bạn bỏ hình vô nè. Đây tôi tạo được một cái hình, thì có nghĩa là tôi tạo cái khung á. Rồi ở đây tôi chia sẻ cho các bạn ha, về hình ảnh thì các bạn có thể kiếm ở trên cái trang này nè, nó có nhiều hình ảnh nó tương đối là nó đẹp và cái độ phân giải nó khá là lớn. Đây đó là trang bisabay.com và hoàn toàn miễn phí. Đây ví dụ tôi sạc nè, bisabay.com nha, đây là bisabay.com, cái trang này hoàn toàn miễn phí ha. Rồi tôi sạc ví dụ như cái này, sạc là các bạn nên sạc cái từ khóa tiếng Anh. Giờ tôi kiếm hình khác tôi bỏ đi, tôi không xài đây nè, một đống hình anh kiếm hình nào cho đẹp đẹp thôi, nó phù hợp với cái không khí của mình, đó là mình làm cái voucher. Rồi để tôi coi nè, cái hình đó tôi lấy ở đây nè các bạn, nè nó nè, đây nè, tôi lấy cái hình này ở trên đây nè ha, thì đây tôi hướng dẫn các bạn để các bạn biết cách lấy hình luôn. Rồi để tôi kiếm đại đi, để tôi hướng dẫn các bạn cách bỏ hình thôi. Xài hình nào ta, từ từ thì thông qua rồi Netspace đi. Cái hình ở trên đây các bạn đừng lấy nha, từ ở trên đây lấy, tại trên đây là nó thuộc cái dạng là nó là quảng cáo, còn ở dưới đây là các bạn sẽ lấy được thoải mái free. Để tôi đây tôi kiếm tôi lấy cho các bạn coi, các bạn hiểu luôn nè. Kiếm lấy hình này đi ha, hình này đại đi. Rồi tôi các bạn chỉ cần chọn vô cái hình này đây để coi còn biết mình cách mình đau nhớ cái trang ha. Rồi các bạn bấm free download nè, mấy hình này free hết á, free. Rồi độ phân giải nó để mặc định nhiêu kệ nó, các bạn bấm download này tới ngày 28/7/20 là ok. Rồi các bạn check vô đây, các bạn download về, download rồi đợi nó. Rồi hôm nay nó hỏi chỗ vị trí lưu nè, rồi các bạn bấm save. Rồi xong rồi đó, mấy chỗ này khỏi thật ra chỉ đi các bạn hiểu, thì ra này là dễ rồi. Nhớ trang web nha, bisabay.com ha.
Rồi giờ tôi bỏ vô AI nè, các bạn vô file các bạn play cái hình đó vô. Cái hình nãy đâu rồi ta? Đây, nó đây. Rồi play. Rồi ta ra được cái hình đó, các bạn thấy cái hình nó lớn chưa? Đó, hình vậy nó mới đẹp nè. Chứ các bạn kiếm những cái hình mà nhiều khi mình không biết cái sụt mình kiếm cái hình nó nhỏ xíu à. Rồi giờ làm sao tôi bỏ vô đây đây? Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái việc đó là các bạn cho nó nằm ở dưới cùng, các bạn là tại sao nó đang nằm trên cùng là thấy không? Rồi Control Shift mở mặt vuông cho lẹ các bạn. Control Shift mở mặt vuông. Rồi giờ chúng ta làm như thế nào? À, ở đây đầu tiên là tôi cho thu nhỏ nó lại chút xíu nha. Thu nhỏ nó bằng cái tỷ lệ cái hình của mình cần bỏ nè, đó thu nhỏ lại. Nhớ là khi thu nhỏ hình các bạn giữ phím Shift nha để giữ tỷ lệ cái hình của người ta nguyên như vậy. Rồi đầu tiên là các bạn chọn chỗ này cần giải thích chút xíu. Bây giờ tôi làm trước đi rồi tôi giải thích sau. Đây tôi chọn cái này rồi vô rồi đó. Thì ở đây để làm được cái việc này nè thì tôi giải thích cho các bạn. Thật ra đây nó có thêm cái công cụ nữa, đó là công cụ Clipping Mask để các bạn giải quyết những cái vấn đề là chúng ta bỏ vô cái hình nè. Thực ra cái hình nó còn nguyên nè, nhưng mà nó chỉ bị che đi thôi, che đi bởi cái phần của mình muốn. Thì đây tôi ví dụ Clipping Mask, đây tôi tạo một cái hình chữ nhật dài đi. Chỗ này phải nhớ nha, không nhớ là không hiểu nguyên tắc là các bạn làm không bao giờ được và các bạn sẽ bị lúng túng chỗ này nè. Nguyên tắc của nó cực kỳ dễ thôi các bạn, nhưng mà phải nhớ tôi là được rồi. Tôi tạo cái hình tròn để tôi làm cho nó dễ thôi cho các bạn thấy khác màu đi. Rồi đó, rồi nhiệm vụ của tôi là tôi đưa cái hình tròn này vô cái một cái góc của cái hình này đi, ví dụ tôi đưa vậy đi. Nhưng mà với điều kiện là nó vô đây nó sẽ cắt thành giống nó cắt giống như nó bỏ cái phần dưới, các bạn hiểu không? Thì ở đây tôi làm sao thì cái nhớ dùm tôi nguyên tắc nè, khi các bạn muốn cắt bỏ cái phần, thật ra nó không cắt đâu các bạn, mask chính là mặt nạ đó, nó che đi thôi. Thì các bạn muốn cắt thì cái phần nào mà cắt á thì phải cho nằm lên trên cùng, nhớ dùm tôi cái việc đó. Thí dụ như tôi muốn thằng này cắt nè thì thằng này phải nằm lên trên cùng. Rồi các bạn sẽ, nếu ở đây các bạn cho nó lên trên cùng nha, Control Shift đóng ngoặc vô. Rồi các bạn cái phần còn lại có là có đó, đó là cái cách thứ nhất. Thứ nhất là các bạn cho đối tượng nó cắt nó nằm lên trên cùng, hoặc là các bạn cho đối tượng bị cắt nằm ở dưới, tùy các bạn, nó đều như nhau hết. Đây ví dụ giờ tôi không cho này lên trên, tôi cho này nằm dưới cùng được nè, tôi chọn thằng bị cắt nè, rồi tôi chọn này. Rồi các bạn chỉ cần chọn hai đối tượng thôi, quét cũng được nữa, phải chuột Max Clipping Mask xong, phải chuột Max Clipping Mask. Nhưng mà các bạn thấy cái hình vuông tôi đâu mất tiêu rồi, là như thế nào? Vậy thì ở đây có nguyên tắc thứ hai các bạn cần nhớ. Nếu các bạn muốn giữ cái nền này thì cái việc đơn giản nhất là các bạn copy thôi, copy và dán tại chỗ một cái đi nè, Ctrl C Ctrl F, rồi chọn đối tượng này phải chuột Max Clipping Mask, rồi giữ rồi đó. Rồi giờ mình di chuyển cái này được nha. Giả sử tôi đặt cái vị trí này, giờ tôi muốn chuyển nó qua đây nè, tôi phải rã ra rất là mệt. Thì thật ra khi các bạn làm Clipping Mask là cái này nè các bạn, để tôi chọn lại nè, Clip Max Clipping Mask, mask là mặt nạ đó, Max Clipping Mask. Thật ra bên Photoshop nó cũng có đó, Max Clipping Mask ha, nó che đi thôi. Rồi giờ tôi muốn dời cái vị trí cái hình tròn màu xanh này đi qua chỗ này thì các bạn kích chuột nhiều lần vô, rồi chọn cái thằng hình tròn được rồi nè, nó đâu có bị cắt đâu mà nó bị che đi thôi. Rồi tôi lôi chỗ khác, rồi tôi kích vô đây tôi buông ra được chưa, tôi lôi bất kỳ đâu cũng được, thậm chí tôi cho thu nhỏ nó lại rồi đó, thậm chí tôi cho nó góc này thôi, thấy không? Là cái hình tôi vẫn như cũ ha. Thì khi các bạn làm á, ở đây là do nó có hai cái copy rồi, đây tôi quét lại sau đó tôi di chuyển bình thường thôi các bạn. Rồi vậy thì cái phần cái hình này tôi sẽ làm y chang vậy luôn. Rồi tôi cần tôi phải chuột tôi biến nó ra nè, release nè các bạn, muốn tháo ra thì phải chuột, nhớ chọn cái đối tượng nè, chứ chọn ngay cái đối tượng của mình rồi phải chuột release Clipping Mask tháo nó ra rồi đó. Rồi giờ tôi lôi cái này ra, tôi copy hình này ra đi, đây cái hình nãy tôi mới vẽ đây nè, đâu rồi đây, do nó không viền không màu luôn á, đây tôi cho nó cái viền đi, cho nó màu trắng đi dễ thấy. Rồi ok tôi lôi ra để tôi làm cho các bạn thấy đó. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái hình này, tôi để nè, nãy tôi vẽ cái đường này nè, là cái đường này nè. Rồi tôi bấm vô để lên đây. Rồi cái việc đầu tiên của tôi là tôi đảm bảo cái hình cắt của tôi là phải nằm ở trên là đúng rồi nè, nó nằm ở trên nè là đúng rồi đó. Còn có để chắc cú nữa thì các bạn cứ chọn đối tượng cắt đó, các bạn phải chuột vô các bạn, nếu bạn nào không quen phím tắt thì vô là răng nè, bring to front. Rồi các bạn cho cái thằng này
quét hết hai thằng này rồi làm đơn giản thôi các bạn, quét hai thằng các bạn phải chuột Mac clip bin mask bấm bụp rồi xong rồi đó. Rồi giờ mình muốn di chuyển cái hình này ha, thay vì các bạn phải kích chuột nhiều lần đi thì giờ tôi muốn di chuyển trực tiếp ở này luôn, các bạn lấy mũi tên trắng nè, lấy mũi tên trắng nè các bạn, kích vô cái hình rồi di chuyển thôi đó, di chuyển thoải mái. Tại sao nó bị mất? Bởi vì cái hình này nó bị nhỏ hơn, đơn giản vậy thôi, bị mất chỗ này nè. Giờ muốn cho nó to ra thì bấm V, các bạn kéo nó ra thì tự động nó phình ra này đó, thấy chưa, hiểu chỗ này ha. Đó tôi di chuyển vụ vậy đi, đó tôi di chuyển thoải mái, lúc đó dùng mũi tên trắng. Rồi sau khi các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì các bạn sau khi mình chọn xong, các bạn cái việc chọn cái này đưa nó vô đây rồi xong rồi đó các bạn, delete cái này đi, tôi canh nó vô cái này, control enter nó hai ha, nãy tôi khóa rồi đây, bấm thằng này cái, bấm này cái, giờ tôi canh giữa lại thôi, đây đây rồi xong rồi. Bây giờ còn cái phần vàng vàng này tôi làm sao, rồi vẽ thôi, vẽ bên, vẽ bên thôi các bạn, phần vàng này dễ dễ ẹt rồi. Rồi cho tới đây thì tôi muốn cỡ này thôi, chỗ này mình vẽ bên là đã học rồi. Rồi bấm vô đây cái, rồi bấm vô đây kết nối. Bởi vì đây là cái bài lab cuối cùng á, nên nó có khá nhiều công cụ mà các bạn làm các bạn quen thôi à. Thật ra nó chỉ về hình và chữ thôi, với lại thì đúng rồi đó, hình và chữ. Rồi ở đây tôi cho nó tô màu nè, rồi tôi lấy luôn cái màu của cái mẫu luôn nè, đây tôi chỉ cho lấy màu mẫu, ok ha. Giờ tôi lấy cái này ra đi, tôi lôi cái này lên chút xíu ra, delete đi, tôi để cái bên để tôi copy. Rồi bấm vô đây hút màu, một màu ở đây nó tới 1, 2, 3, 4 màu luôn, thì các bạn chỉ việc kích thằng này ra rồi kích vô. Rồi đây các bạn giữ Alt kéo, kích vô đây giữ Alt kéo, kích vô đây giữ Alt kéo, rồi đó xong. Ở chỗ này mình xoay thôi các bạn, xoay cái góc đại đi 60 nè, nó ra đó là do cái hình của tôi là nó bị mờ thôi. Rồi chỉnh chút xíu ha, rồi đó. Rồi ở đây tôi sẽ kéo nó về đây, rồi xong, thế là xong. Nếu các bạn muốn vẽ thêm còn tùy các bạn, không muốn vẽ thôi, bạn nào vẽ thêm thì tốt, đương nhiên là tốt rồi. Rồi ở đây tôi sẽ cho nó vô đây thôi, cho nó lấn vô một chút, các bạn ăn gian chút xíu cũng không sao hết. Đây nè, chỗ này zoom to lên coi kỹ lại một xíu đây nè. Rồi rồi xong rồi đó. Rồi mình đã hoàn thành được, do cái này do cái hình thôi các bạn ha, cái hình thôi. Tôi muốn cái hình kia, giờ tôi thay cái hình thì sao đây, giả sử giờ tôi muốn thay, tại tôi có đau hình này về rồi, tôi muốn thay cái hình này thì các bạn lấy mũi tên trắng nè, các bạn chọn cái hình kích vô một cái, rồi các bạn nhìn trên đây nè, nó có cái phần link file đó, thấy rồi nè, các bạn bấm vô ngay chỗ này, nó báo cái hình mình cần nè, bấm vô, các bạn relink, bấm relink là thế cái hình đó. Đây giờ tôi chọn cái hình khác rồi, hình đó tôi đâu đau về đâu tay rồi đó. À, này nó nè, bấm vô đây các bạn bấm play, play lại thì nó ra lại, thấy không. Rồi di chuyển rồi nè, nó di chuyển, nhớ lúc này dùng mũi tên trắng ha. Tại sao chỗ này bị mất? Bởi vì cái hình mình tới đây à, hiểu không, nó bị mất đúng rồi. Rồi di chuyển thôi các bạn là xong. Rồi thay hình này đi, tại hình này nó hợp hơn cái hình kia, hình kia nó ghê ghê quá. Rồi đó, thay ở góc nào các bạn thích thì các bạn buông ra, rồi xong. Rồi coi như mình đã xong rồi đó các bạn. Thì ở đây nội dung của mình nó sẽ gồm có chữ chữ đánh theo cái đường path, rồi edit chữ, rồi làm outline stroke offset path, với lại bỏ hình vô thôi. Rồi cái bài này nó vậy ha. Rồi ok các bạn, rồi cái video này tôi sẽ gửi ôn tập cho các bạn. Thì cái này tôi nhắc lại nha, bài lab 4 này là mỗi em làm cho tôi cái voucher kích thước là 200x100mm, và chờ các bạn làm tự do mà đảm bảo trong đây cho tôi. Thứ nhất là có chữ theo đường path nha, chữ theo đường path là một cái, thứ hai là nó phải có hình ảnh chèn vô. Rồi ok ha.